Em chào bác nhé, em Lâm đây. Lại lên tiếp một con Daikin đời cao dòng Full Auto Clear Ion. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Japan Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác tiện theo dõi kênh nhà em. Thì trước mắt ở đây là một con Daikin đời cao, thì em sẽ quay vào tem máy và em sẽ quay chi tiết ở máy cho các bác. Đây tem máy, đây tem máy của nó ATC ATC22TFE4, cái đuôi FE4 này là đuôi ký hiệu của mặt chức năng đấy, tức là mặt này nó có chức năng là auto clear và streamer, tức là dọn dàn ấy. Đấy, cái dọn dàn này streamer là tức là nó có dọn dàn ấy. Đấy, để các bác để hiểu nhá. Đây, để em lột mặt ra cho các bác nhìn luôn. Đây đấy, nó là dọn dàng nhá. Đấy, máy thì là máy trắng trẻo nguyên bản, không sơn xi gì đấy, trắng trẻo nguyên bản luôn. Bấm tao bác xoay gương luôn, đây là đang bóng của em đấy, đang bóng em quay này. Đấy, không đính một hạt sơn nào nhá, máy đời cao trắng như ngọc trinh luôn. Nếu mà nói về ngọc trinh thì chưa chắc đã trắng bằng con điều hòa nào nhá, bởi vì đùi ngọc trinh làm sao trắng bằng cái mặt lạnh của em được. Đấy, em quay vào dàn nóng nhá, dàn nóng thì thôi chấm hết khỏi phải bàn luôn, nhìn thấy cả cánh quạt đang quay luôn. Đấy, nét như cái show TV luôn. Đấy, ốc đồng đây, ốc đồng thì cứ nhìn cái ốc đồng là biết con này chạy ít chạy nhiều. Đấy, vàng chạy chẹ luôn. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, con này thì đẹp miên man khỏi với bạn luôn, mình không màn với độ đẹp của nó luôn. Đấy, máy đang chạy lạnh đây. Đấy, con này thì chạy ga 32. Đấy, thì em khiển là khiển zin nhá, bán tôn là bán tôn zin nhá. Đây đuôi nóng đây, đuôi nóng đây, 222TS nhá, trùng đuôi nhá. Đấy, AR là kiệu của nóng, A còn AT là mặt lạnh. Đấy, trùng đầu trùng đít trùng đuôi. Đấy, đắt 2016 nhá. Đấy, con này chấm mét rồi, miễn bản về độ đẹp của nó, cục nóng này chấm mét luôn. Đấy, con này thì chạy cho phòng tầm 15m2 trở xuống, ba có đắp chăn thì rồi. Đấy, phòng tầm 15m2 trở xuống thì Daikin nó chạy khỏe ăn ba la. Đấy, nên phòng 15m2 là thoải mái luôn, bao bác chạy lạnh thôi, phòng ngủ cỡ trung bình 15m2 rất là hợp lý, đẹp miên man luôn. Đấy, tay chân em hơi bẩn thì nó có những cái vết bẩn, bác thông cảm nhá. Đấy, tay chân nó xào vào mà. Đấy, tay chân nó xào vào nó bẩn đi không tránh được, vì nhà làm nghề mấy hai này em cũng không phải phông bạt làm gì cả, cũng không phải quay tạo lên gì cả, em cứ người thật việc thật. Đấy, bác nào thích thì alo cho em. Đấy, giá chiếc này thì rất là bình dân thôi. Đấy, đấy, chiếc này mới thì đang bán giá là 16 triệu. Đây, mới đập hộp 16 triệu, em bán thì rẻ lắm, chỉ có mấy triệu thôi. Đấy, mấy triệu bao nhiêu thì bác alo em số này. Đấy, hai số này cứ alo số nào cũng được. Đấy, em xin phép là không báo giá công khai. Đấy, rất mong có thông cảm. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là sao không báo giá đi. Thì, ai mua thì gọi, chứ còn thì báo giá thì bây giờ còn để cho các anh em thợ người ta còn bán hàng. Chứ em đảm bảo luôn, nếu mà bán đắt nhá, bán đắt nhá, phục vụ cũng tốt thì các nhìn cái video ba hôm trước, máy nó xếp la liệt để hết sạch rồi, hết sạch luôn. Đây là loạt này mới từ cho nhà trong ra này. Đây này, làm gì còn đâu. Đây, ba hôm nay em bán giá chiến luôn. Đây là máy là nay mới cho ra này. Đấy, em bán thì lúc nào cũng giá lúc nào cũng bình dân. Để bác nào lấy bếp ga bếp từ thì alo em nhé, quạt alo em nhé, đang thế này, thế rất nhiều luôn, lấy cái gì cứ alo em Lâm nhá. Đấy, đẹp miễn bản, em đang kia này chỉ miễn bản rồi. Đấy, chỉ bàn về giá thôi, bác nào lấy thì alo cho em. Còn con này thì nó không đuôi què, không xuất sẹo đâu cả, chấm mét luôn, không khác gì một con máy mới. Đấy, trắng chưa, đây là bụi này bắn này. Đấy, cho từ trong nhà trong ra mà. Đấy, để chờ nó mới hết đến nay mới cho ra được. Đấy, bác nào lấy chiếc Daikin này thì alo em nhé, con này thì đẹp sắc nét rồi, không có gì mà chê luôn, chấm hết luôn. Con này con phun chức năng nhá, đời cao thì như thế này là phun chức năng nhá, nên đời cao thì nó không có oxy tươi. Đấy, đắt 2016, máy 9000 BTU, máy chức năng full clear dàn, có streamer. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em, giá rất bình dân luôn. Đấy, tất cả là khiển zin, đồ đạc zin theo máy nhá, không chế cháo gì nhá.
Đấy. Vào lấy Zalo em chào các bác nhá.